Xôn xao video con trai cùng nàng dâu đánh bố mẹ chồng đến mức nhập viện khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh vụ hỗn chiến chưa biết là xảy ra ở đâu nhưng đã gây xôn xao, bức xúc cộng đồng mạng. Cụ thể, theo diễn biến từ camera an ninh cho thấy, rất đông người tụ tập trước một khoảng sân rộng của một ngôi nhà. Một người đàn ông được cho là người con trai hùng hổ từ phía cổng chạy xông vào giữa sân, buông lời chửi bới khó nghe với đấng sinh thành. Đối tượng cũng dùng tay tát xô đẩy cặp vợ chồng trung niên, đồng thời chạy đi tìm một cây gậy dài làm hung khí. Vài giây sau, một người phụ nữ được cho là nàng dâu chạy vào, nhanh như chớp lao tới đánh tới tấp vào một người đàn ông trung niên, khiến người này ngã khịu xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Xung quanh xen lẫn tiếng gọi bố ơi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Không biết thực hư câu chuyện là thế nào, nhưng đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã làm cư dân mạng được phen dậy sóng, vì có lẽ việc con cái, thậm chí là con dâu đánh bố mẹ là điều không thể chấp nhận được. Dù đúng dù sai thì bố mẹ, ông bà vẫn luôn là người đáng kính nhất, không thể dùng vũ lực để giải quyết câu chuyện với chính người đã mang nặng để đau ra mình. Bên dưới phần bình luận, hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước hành động của đôi vợ chồng trên. Không biết thực hư câu chuyện là thế nào, nhưng con cái mà đánh bố mẹ là sai rồi, gánh nghiệp muôn đời luôn nhé. Nuôi con chó, con mèo nó còn trông nhà hộ, nuôi con lớn, lấy vợ về, giờ nó đánh cả mình, bức xúc thật. Bạn ơi, gieo nhân nào gặp quả đấy thôi, bạn đối xử với bố mẹ như này thì mai sau con bạn lại đối xử với bạn như vậy thôi.